Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa cập nhật ngày 31 tháng 5 2024 giá giảm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa giảm tiếp, ít người mua, giá lúa khô ít biến động, giao dịch chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo chào bán ở mức thấp. Giá lúa đông xuân khô IR504 9.400 tới 9.600, OM380 9.400 tới 9.500, OM5451 9.900 tới 10.100, OM18 10.100 tới 10.300, Đài Thơm 8 10.200 tới 10.300, ST24 11.500 tới 11.700, ST24 khô 13.000 tới 13.200, Japonica giá 10.000 tới 10.100, Nếp Long An 9.800 tới 10.100. Tại khu vực An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800, OM380 7.100 tới 7.200, IR504 7.200 tới 7.300, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900. Giá Đài Thơm 8 OM18 dao động từ 7.500 tới 7.600, OM5451 7.300 tới 7.400, OM4900 7.300 tới 7.400 và OM34 cũng 7.300 tới 7.400. Tại Kiên Giang, IR504 7.200 tới 7.300, OM380 7.100 tới 7.200, Đài Thơm 8 OM18 7.500 tới 7.600, OM5451 giá 7.300 tới 7.400, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, RVT 7.300 tới 7.400, DS1 7.500 tới 7.600, ST24 25 8.400 tới 8.600, OM34 7.300 tới 7.400, Jasmine 7.600 tới 7.700 và Japonica là 7.600 tới 7.800. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR504 7.200 tới 7.400, OM380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 OM18 dao động từ 7.500 tới 7.700, OM5451 7.300 tới 7.500, Nàng Hoa là 7.700 tới 7.900, ST24 25 dao động từ 8.400 tới 8.600, OM34 là 7.300 tới 7.400, Jasmine là 7.600 tới 7.700 và Japonica là 7.600 tới 7.800. Tại khu vực Đồng Tháp, IR504 7.200 tới 7.400, OM380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 OM18 dao động 7.500 tới 7.700, OM5451 7.300 tới 7.500, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, OM4900 7.400 tới 7.600, Nếp An Giang 7.000 tới 7.200 và Nếp Long An 7.700 tới 7.800. Tại Sóc Trăng, IR504 7.200 tới 7.300, OM380 7.100 tới 7.200, Đài Thông 8 OM18 7.500 tới 7.600, OM5451 OM4900 7.300 tới 7.500. Tài Nguyên 7.700 tới 7.800, RVT 7.400 tới 7.600, VNR20 7.400 tới 7.600, ST21 7.900 tới 8.000, ST24 25 8.400 tới 8.600, OM34 7.300 tới 7.400, Jasmine 7.600 tới 7.700 và DS1 là 7.500 tới 7.600. Tại khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, IR504 7.300 tới 7.400, OM380 7.100 tới 7.200, Đài Thơm 8 OM18 7.500 tới 7.600, OM5451 7.300 tới 7.400, Nàng Hoa 8.400 tới 8.500, RVT VNR20 7.400 tới 7.600, ST21 7.900 tới 8.000, ST24 25 8.400 tới 8.600, OM34 7.300 tới 7.400, Jasmine 7.600 tới 7.700 và DS1 là 7.500 tới 7.600. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700 tới 8.000 đồng,
IR504 7003 tới 7500, OM380 7002 tới 7003, Đài Thâm 8 và OM18 thì là 7500 tới 7600, OM5451 dao động từ 7003 tới 7004, OM4900 7500 tới 7600, RVT 7700 tới 7900, ST2425 8004 tới 8600, OM34 7003 tới 7500, Jasmine 7600 tới 7700, DS1 7600 tới 7800. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504, OM380 7002 tới 7003, Đài Thông 8 OM18 7500 tới 7700, OM5451 7004 tới 7500. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.